Nó vừa ngon lại có cái màu đỏ đẹp tự nhiên, và tôm của mình khi phơi xong nó dễ dàng bong tróc vỏ. Cách làm thì cực kỳ đơn giản luôn, sau đây mình mời các bạn cùng làm nhé. Và nguyên liệu mình chuẩn bị cho món này là 1 kg tôm tươi. Này là tôm đất đó các bạn, mình mua tôm đất nó còn sống luôn nè. Thì các bạn mua được tôm đất mà nó còn sống á thì nó sẽ ngon hơn. Thì ngoài ra nếu các bạn có tôm bạc á, làm theo cách này ăn nó cũng ngon lắm á, nhưng mà phải là tôm tươi nha các bạn. Thì tôm tươi á, mình làm tôm khô nó mới ngon. Rồi bây giờ thì mình sẽ đem tôm này mình rửa cho thật là sạch với nhiều nước. Rồi mình cho tôm vào thau và mình rửa cho nó thật sạch. Tôm đã được rửa xong đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đem tôm này đi luộc lên. Thì với 1 kg tôm thì mình sẽ sử dụng là 500 ml nước. Nếu mình cho 500 ml nước vào nồi. Rồi lúc này các bạn bật bếp, các bạn nấu với cái lửa vừa, nấu sôi lên. Lúc này mình chưa cho gì hết nha. Mình nấu cho nó sôi lên, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để cho cái tôm mình nó dễ dàng bong tróc vỏ. Thì khi cái nước nó sôi lên như vậy nè, này thì mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh giấm ăn. Thì giấm ăn nhà mình nuôi đó các bạn, mình sử dụng là nửa lít nước thì 1 muỗng canh giấm đó mình cho vào đây. Các bạn đừng có sử dụng nhiều giấm á, nhiều giấm á nó sẽ hết ngon đó. Và giấm này sẽ giúp cho tôm mình bong tróc vỏ hơn. Rồi lúc này mình hòa tan giấm xong rồi thì mình sẽ đổ tôm vào mình luộc. Lúc này các bạn chuẩn bị cái nắp đậy lên nhanh lại như vậy nè, nó để thôi tôm mình nó văng ra ngoài đó. Nó rồi mình canh khi nào tôm mới chết rồi thì mình sẽ mở nắp ra mình sơ. Giờ mình mở nắp ra mình coi nè, thì tôm nó đã chết hết rồi. Thì mình dùng đũa mình đảo đều lên, mình đảo đều lên nha các bạn, tại vì mình luộc nước ít đó cho cái tôm nó ngọt á, cho nên mình phải đảo nhanh tay cho tôm nó chín đều. Thì bây giờ mình sẽ cho thêm 1 muỗng canh muối vào, là nó tương đương với là 20 g muối á các bạn. Thì mình sẽ cho muối vào sau thì cái tôm mình nó sẽ ngon hơn và nó dễ bong tróc vỏ nữa. Mình không có cho muối lúc ban đầu nhé. Rồi mình lại tiếp tục đảo đều, mình đảo đều như vậy nè cho tôm nó chín đều luôn. Tôm lên mình thấy nó dợp nhẹ là được đó các bạn. Đó rồi bây giờ là mình sẽ tắt bếp và mình sẽ đem tôm đi mình đổ ra gỗ. Mình cho qua gỗ nè, mình đổ như vậy nè cho nó chảy ra hết nước thôi. Mình không có rửa lại nha các bạn. Mình chỉ để đổ ra gỗ và để cho nó ráo nước là mình đem phơi được rồi đó. Rồi mình sẽ cho tôm lên cái khay phơi nè, mình banh đều ra. Mình banh tôm đều ra để cho nó mau khô hơn á. Thì tôm này nè, mình phơi á các bạn, mình phơi khoảng 2 hoặc 3 nắng là nó khô rồi. Tùy theo nắng ít hay nhiều. Thì nắng to thì các bạn phơi khoảng 2 nắng.
Còn nắng ít thì mình phơi khoảng 3 nắng là tôm nó khô ngon rồi đó các bạn. Với cái khay này á là nó sẽ nóng và khô đều hai mặt, cho nên mình không cần phải chở gì hết á. Nó mình banh nó đều ra như vậy và mình sẽ để ở đây, khi nào tôm khô á thì mình sẽ quay lại nhé. Mà tôm nó đã khô mình đã lấy vào nè các bạn. Đó, một ký tôm mình phơi khô nó còn được chừng này thôi. Nếu các bạn nhìn là tôm của mình á, nó phồng vỏ lên, nó dễ dàng bong chóc vỏ lắm các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ lột tôm thử cho các bạn xem nhé. Đó, các bạn thấy không, nó dễ dàng lắm, cái vỏ nó dợp lên, nó phồng to lên nè, mình dễ dàng lấy vỏ lắm. Thì nếu mình kỹ á, thì mình ngồi mình lột từng con thì nó rất là đẹp luôn. Còn không thì các bạn cho vào bịch á, mình đặt, mình giã tôm ra cũng được. Các bạn, đó tôm của mình lột xong á các bạn, còn đầu còn đuôi nữa nè. Đó, rất là đẹp luôn á. Cái tôm tươi này á, rồi mình làm theo cách này nè. Tôm của mình đỏ ao à và nó còn nguyên đầu đuôi, rất là ngon và đẹp mắt luôn á. Là tôm mình đã lột ra một ít rồi nè các bạn. Đó, rất là đỏ đẹp luôn. Đó, mình nhìn con tôm nè, con nào con nấy nó tròn vo và nó đỏ đẹp. Còn một mớ tôm này mình để nguyên vỏ như vậy nè. Đó, thì các bạn không thích lột thì mình để nguyên vỏ, rồi khi nào mình ăn thì mình bóp ra thôi. Đó, rất là hấp dẫn phải không các bạn. Giờ mình sẽ dọn ra mình thưởng thức. Và bây giờ mình sẽ dọn ra mình ăn thử cùng với dưa kiệu. Thì tôm khô này ăn được rất là nhiều món nha các bạn. Mình ăn kèm với dưa kiệu nè, hoặc là mình rang muối mình ăn á, rồi mình kho quẹt hoặc là nấu canh cũng rất là ngon luôn á. Bây giờ mình ăn thử coi nó đậm đà không nha. Ngon lắm các bạn, mình ăn kèm thêm một cái miếng dưa kiệu. Đó, mình ăn hai món này ăn chung á, nó rất là hợp luôn á. Tôm khô này nó rất là dễ làm và nó lại ngon và hấp dẫn nữa. Thì các bạn hãy một lần làm thử để cho gia đình mình thưởng thức vào ngay dịp Tết này nhé. Thì đến đây thì cái món tôm khô của mình đã được thực hiện xong. Thì mình mời các bạn nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi những cái